Hiện tại sự kiện thần bẫy đang xả rất nhiều như con 120, 119 và các cầu thủ khác, cũng như là các gói TP tương đối ngon dành cho anh em dân cày chay cũng như là dân nạp. Anh em có nhu cầu mua vé, mua pack, mua pass, mua FB liên hệ cho mình theo số Zalo ở phần mô tả cũng như là phần comment, đảm bảo siêu uy tín, siêu bảo mật và siêu nhanh gọn. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình là Lớp4Y. Như hôm qua mình đã hứa với anh em là sẽ làm một clip nói về việc chuyển cốt này sang cốt khác, thì ngày hôm nay tiêu đề của chúng ta sẽ là việc cày cốt ở Aclone và phương pháp chuyển cốt từ Aclone sang các chính. Cái này thì được rất nhiều anh em hóng chờ và mình nghĩ rằng là sự kiện mới ra được 2 ngày thôi. Video này sẽ rất rất bổ ích đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những anh em cày chay. Nếu anh em thấy video này hay, bổ ích hãy cho mình xin một like, một subscribe, ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và không để anh em chờ đợi nữa, chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề của video ngày hôm nay ngay sau đây thôi. Việc cày cốt thì hầu như là ai cũng biết rồi. Mỗi Aclone thì anh em sẽ được tặng 100 vé tương đương với một lần để chơi. Còn thì đây là Aclone mới tinh nha. Còn Aclone của anh em có FV thì anh em sẽ chơi được nhiều lần và cái cốt của anh em sẽ ngon hơn. Cái điều này thì tùy thuộc vào số lượng Aclone mà anh em có cùng với độ ngon của Aclone đó. Cái này mình không thể là nói là ai giống ai được. Cái này mỗi người sẽ có một địa điểm khác nhau, nhưng mà cách chuyển cốt sang là sẽ là giống nhau nha anh em. Cách chuyển cốt sẽ là giống nhau. Đầu tiên khi anh em có 100 vé thì anh em sẽ đi vào chơi sự kiện, ít nhất thì anh em sẽ nhận được một gói cầu thủ 115 đổ lên hoặc là 60 triệu TP, như vậy cũng là tương đối ngon rồi. Theo mình đánh giá thì vì là chỉ có 100 vé thôi, đối với những ác có 100 vé thì anh em cứ spam vào cái ô 30% ấy. Nếu mà không được thì sang ác khác, chứ anh em đừng có spam cái ô có 70% được 1P thì phần quà nó hơi nhỏ. Mình đã spam ô 30% và xịt. Thì như anh em thấy, khi mà anh em xịt thì anh em sẽ nhận được một gói cầu thủ 113 đến 120 hoặc là 60 triệu TP. Lúc nãy mình nói 115 ở bên trên có nhầm đấy, thì chỉ có 113 thôi. Nhưng như vậy là tương đối ngon rồi nha anh em. Một cái cốt free như thế này anh em thấy có ngon không? Bình thường làm gì có chuyện có cốt 60 triệu TP như thế này. Đây là ở trường hợp đen thôi, còn trường hợp đỏ thì anh em sẽ nhận được gói cầu thủ ngon hơn. Và sau khi mà anh em đã có cốt rồi thì anh em sang cái main bên cạnh cho mình. Anh em chú ý nhé, ở cái phần sự kiện thần bẫy này có hai main. Main đầu tiên là main để anh em chơi sự kiện, và main thứ hai đó chính là main kho. Ở cái kho này thì có hai mã mà anh em cần bảo mật, đó là mã ID và mã kho. Mã ID và mã kho thì anh em phải bảo mật tuyệt đối hai cái mã này nha. Anh em mà để lộ ra là khi mà anh em có cốt ngon là người khác, người ta lốc và người ta lấy đấy, thì lúc đấy anh em lại bảo lỗi game thì nó hơi khó. Thế nên là có hai cái mã này thì cất đi, có bạn thân cực kỳ thân thì cho xem thôi. Việc chuyển cốt từ Aclone sang ác chính của chúng ta sẽ bắt đầu. Anh em vào kho của Aclone, mình xin nhắc lại nha, anh em vào kho của Aclone chứa cốt và copy hai cái mã này cho mình. Thật ra anh em ghi ra giấy anh em ạ, mình nói thật anh em ghi ra giấy chứ còn mình không cần phải là ấn nút copy đâu. Còn nút copy thì mình vẫn sẽ thể hiện ở trên màn hình cho anh em nha. Nút copy vẫn đang thể hiện ở trên màn hình. Anh em copy cái mã ID lại, copy mã ID thì được nha, chứ không thể anh em cùng lúc copy cả mã kho cả mã ID, không có chuyện đó đâu. Anh em copy cái mã ID lại, còn thì mã kho thì anh em ghi ra tờ giấy, tí nữa mà nhập vào. Sau khi mà anh em đã copy được cái mã ID nha, thì anh em sang kho của ác chính. Này, mình lưu ý này anh em này, đây chính là anh em sang kho của ác chính nha. Lúc nãy anh em nhìn nhá, ác clone của mình có cốt còn ác chính thì không này. Anh em sang kho của ác chính, anh em ấn vào cái nút như trên màn hình cho mình. Đây mình sẽ hướng dẫn anh em ấn vào cái nút như trên màn hình như cho mình thì nó sẽ hiện ra cái chỗ để anh em nhập ID của Aclone vào. Nó sẽ đây, nhập ID của Aclone vào nha. Nhập ID của Aclone vào, dán vào thì nó sẽ ra, nó sẽ dẫn anh em đến cái kho của Aclone. Lúc này thì anh em nhập cái mã anh em ghi vào tờ giấy lúc nãy đấy thì anh em sẽ truy cập được vào cái kho của Aclone nha. Anh em lúc mà đã vào được kho thì anh em thích lấy cái cốt nào thì anh em lấy, cốt nào ngon thì lấy, vì giới hạn nó chỉ có 3 lần thôi. Mình xin nhắc lại là chuyển qua ác chính chỉ được 3 lần thôi, nên là anh em lưu ý cho mình là 3 lần đấy. Mà sự kiện mới diễn ra được 2 ngày, mình thấy nhiều anh em vội vàng lắm, sự kiện còn những 26 ngày nữa. Và cái cốt của anh em có thể là nó sẽ rất ngon, thế nên là 3 lần này anh em cực kỳ cân nhắc kỹ trước khi anh em chuyển về nha. Sau khi anh em truy cập được vào kho của Aclone thì anh em ấn vào nút màu vàng cái thôi. Ấn vào nút màu vàng để lấy cái cốt từ Aclone sang ác chính. Quá là đơn giản và hiệu quả. Sự kiện này mình đánh giá là rất ngon và cực kỳ thích hợp dành cho anh em cày chay nha. Không có một cái gì gọi là ngon hơn được những cái sự kiện special combo như này. Nó là sự kiện thần bẫy nhưng thực chất nó là sự kiện xổ số. Special combo không có gì khác cả. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay, cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh nha. Anh em cứ cày thật nhiều cốt ngon vào, để ba cái cốt ngon nhất chuyển về ác chính thì anh em không cần quá nhiều tiền để có những cái vật phẩm ngon đâu.